Kinh nghịch. Chương 8, Thạch Châu. Hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng đứng lên, quan sát bốn phía, phát hiện nơi này là một thiên nhiên huyệt động không lớn. Ánh mặt trời theo cửa huyệt động chiếu vào, khắp nơi đều có hài cốt chim thú. Ở trên vách tường phía sau hắn, có một hắc động lớn bằng nắm tay, bên trong tối như mực nhìn không thấy sâu bao nhiêu. Hắn làm một cái phân tích đơn giản, mơ hồ nhận được một đáp án, ban nảy lực hút kia đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên chính là từ bên trong lỗ nhỏ này truyền ra hài cốt các loại chim trên mặt đất. Hẳn là cùng hắn giống nhau bị hút vào đây rồi ngã chết. Lực hút này hẳn là không biết khi nào thì xuất hiện. Đúng lúc khoảng khắc hắn té xuống đột nhiên xuất hiện. Lúc này mới cứu hắn một mạng. Vương Lâm cố nén cánh tay phải đau đớn, đang muốn hướng ngoài động đi đến. Đột nhiên hài cốt trên mặt đất không có gió tự động về phía sau vọt đi. Vương Lâm không nói lời nào vội vàng lăn đến một bên góc. Tại đây trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng lực hút khổng lồ từ bên trong lỗ nhỏ trên vách tường xuất hiện. Hài cốt chim thú trên mặt đất rung động ào ào, không ngừng mà bị hút vào bên trong lỗ nhỏ, có xương cốt diện tích trọng đại, giống như bị dính vào sinh sôi trên vách tường, lấp kín lỗ nhỏ. Mặc dù như vậy, nhưng lực hút vẫn cứ dữ dội. Lúc này một con phi điểu từ bên ngoài cửa huyệt động bị hút vào, lấy tốc độ cực nhanh một tiếng bục đánh vào trên vách tường, máu tươi văng khắp nơi. Ước chừng qua một canh giờ, lực hút biến mất. Vương Lâm kinh hãi nhìn thi thể phi điểu trên mặt đất, không hề nhúc nhích thân thể, mà là lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, trong lòng tính toán thời gian. Sau nửa canh giờ, lực hút lại lần nữa xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Lâm đã nắm rõ quy luật. Lực hút kỳ quái này duy trì thời gian một cái canh giờ, mỗi lần đình chỉ nửa cái canh giờ lại xuất hiện một lần. Thử dịp một lần lực hút biến mất, Vương Lâm vội vàng nhịn đau đi tới cửa huyệt động. Xuống phía dưới vừa nhìn không khỏi cười khổ, phía dưới là một mảnh cây cối. Mơ hồ có thể thấy được mặt đất quái thạch cao chót vót, vách núi cực kỳ dốc đứng. Hiện tại cánh tay hắn bị thương, căn bản không thể leo lên. Khoảng cách vách núi đến đáy ước chừng có hơn chục trượng sâu, nếu như nhảy xuống, chắc chắn ngã chết. Hành trang trên người có cái bọc lương thực, cũng đặt ở đỉnh núi vẫn chưa cầm lấy. Hiện tại thực vật là chuyện duy nhất phải giải quyết. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tính toán lực hút đã tới. Vội vàng lui về huyệt động sát góc tường ngồi xuống. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, sắc trời dần tối. Vương Lâm cảm giác được rõ ràng thân thể đang từ từ suy yếu. Cánh tay đã hoàn toàn tê liệt không còn cảm giác. Càng nghĩ, hắn cười khổ lẩm bẩm. Vây ở chỗ này đúng là chỉ có đường chết, nhưng nhảy xuống lại tuyệt không đường sống. Ai? Hắn nhìn góc tường cách đó không xa thi thể phi điểu huyết nhục mơ hồ. Do dự một chút, cắn răng một cái đi tới nhặt lên, đặt ở bên miệng. Một cỗ hương vị mùi hôi tanh đập vào mặt mà đến. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, không nói lời nào đặt ở miệng gặm ăn một miếng thịt tươi lớn. Hắn hình như không có nhai mà trực tiếp nuốt vào. Dạ dày co rút lại quay cuồng dâng lên từng dòng nước ấm. Nuốt ngấu nghiến rất nhanh liền đem phi điểu ăn sạch một nửa. Từng trận cảm giác buồn nôn không ngừng bốc lên. Vương Lâm vội vàng đứng lên, hít một ngụm lớn không khí, lúc này mới đè ép đi xuống. Thuận tay đem thi thể con chim ăn thừa để ở một bên. Vương Lâm dựa vào vách tường ngồi xuống. Trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện, một hồi nghĩ đến phụ mẫu, một hồi nghĩ đến tứ thúc, một hồi nghĩ đến vẻ mặt châm biếm của thân thích, một hồi nghĩ đến ánh mắt vô tình của hắc y trung niên nhân hàng nhạc phái. Lúc thần sắc hoảng hốt, bỗng nhiên hắn trực tiếp nhào đến bên cạnh thi thể con chim ăn một nửa nhìn chằm chằm. Mắt cũng không chớp một cái nào cầm lại đây nhìn kỹ, chỉ thấy ở trong nửa khúc thi thể con chim có một hạt châu màu đỏ to cỡ nắm tay trẻ con. Vương Lâm đem hạt châu này móc ra, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trong cơ thể phi điều này như thế nào sẽ có hạt châu? Trong lòng hắn nổ vang tim đập mạnh. Nghĩ đến ở thôn dạy học tiên sinh nơi đó từng nhìn đến một quyển thần thoại tạp văn tên là Sơn Hải Kinh. Bên trong nó giới thiệu rất nhiều động vật nếu như sống lâu nhiều năm, trong cơ thể sẽ hình thành một loại bảo bối tên là nội đan. Bảo bối này nếu người ăn vào, có được lực lượng lớn vô cùng, kéo dài tuổi thọ, thậm chí ngay cả tay chân đứt đều có thể mọc lại. Lúc ấy hắn nhìn đến đoạn miêu tả này khi đó còn có chút không tin, âm thầm nhạo báng, nhưng hiện tại hắn ngay cả tiên nhân đều gặp được rồi. Trong lòng đối với một ít thần thoại truyền thuyết trong Sơn Hải Kinh không khỏi tin vài phần. Vương Lâm trong lòng kinh hoàng, nếu hạt châu này thật sự là nội đan trong Sơn Hải Kinh miêu tả, vậy nếu như ăn vào, chẳng phải là thương thế lập tức khỏi hẳn, rời đi nơi này càng dễ như trở bàn tay, thậm chí bái nhập tiên nhân môn phái hẳn là vấn đề không lớn, ít nhất ở trong nghị lực chắc thí nhất định sẽ làm bản thân hợp cách. Nhưng cầm hạt châu này cảm thấy cứng rắn, không giống vật có thể ăn. Hắn nhíu lông mày lại, dùng mảnh vải quần áo trên người đem bên ngoài nó lau sạch sẽ, khôi phục bản sắc. Đây là một cái thạch châu màu xám, mặt trên khắc họa năm đóa mây trắng, thoạt nhìn rất có niên đại. Vương Lâm cảm thấy thất vọng,
chưa từ bỏ ý định dùng răng cắn một cái, cuối cùng sờ sờ Thạch Châu, cười khổ lẩm bẩm: "Thiết trụ, ngươi rất mơ mộng hão huyền. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, tùy tiện phi điều mã chết ở trước mặt liền có nội đan." Thở dài, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối, mang theo ủ rũ thật mãnh liệt, hắn lui trong góc dần dần ngủ đi. Thạch Châu bị hắn tùy ý đặt ở bên cạnh thú cốt, lúc này đã là mùa thu, mặt đất tỏa nhiệt rất nhanh, nhất là giữa núi lại càng như thế. Cảm giác lạnh nhẹ nhẹ không ngừng dũng mãnh vào thân thể Vương Lâm. Trong lúc ngủ mơ hắn vắt ga ôm thân mình, thời gian một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời mọc từ ngoài động chiếu vào, chiếu xạ ở bên trong huyệt động. Một ít hạt sương lấp lánh từ trên Thạch Châu bên cạnh Vương Lâm tiết ra. Theo hạt sương nhiều dần, chậm rãi chảy tới trên thú cốt. Chừng một hồi, Vương Lâm thức dậy, cánh tay vẫn như cũ sưng tấy. Chẳng những không có chuyển biến tốt mà có dấu hiệu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Lâm ngồi dưới đất, trong lòng phiền muộn. Chẳng lẽ cả đời này của mình sẽ bị nhốt ở trong này sao? Hắn thì thào tự nói, ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên phát hiện trên thú cốt bên cạnh có sương sớm, vừa lúc ngủ dậy khát nước. Vì thế cầm lấy thú cốt thật cẩn thận, đem hạt sương đọng lại trên mặt đặt ở bên miệng liếm sạch sẽ. Này sương sớm có chút ngọt, uống rất ngon. Hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Sau khi uống xong, toàn thân cực kỳ thoải mái, ấm áp rào rạt. Nhất là chỗ cánh tay bị thương, lại truyền đến từng đợt cảm giác ngứa ngáy, sương phù rõ ràng dần xẹp xuống. Vương Lâm dụi dụi con mắt, nhìn kỹ, lập tức kinh hỉ phát hiện cánh tay xác thực có chút bớt sương. Hắn tập trung suy nghĩ, lập tức tìm kiếm thú cốt khác bên người hắn. Đáng tiếc không có một khối trên mặt có hạt sương. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên hắn đem ánh mắt đặt ở Thạch Châu bên cạnh, chăm chú nhìn kỹ. Ở mặt trên nhìn đến một giọt sương sớm, rất nhỏ. Hắn nhớ lại vừa rồi thú cốt đúng là có hạt sương siết chặt lấy Thạch Châu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy Thạch Châu, trái tim chỉ không ngừng đập lên rất nhanh. Do dự một chút không nói lời nào đặt ở trên cánh tay lăn đi. Đem hạt sương mặt trên đều đều đến bôi lên ở vị trí sương tấy. Một tia cảm giác mát lạnh từ cánh tay truyền đến. Vương Lâm mắt không chớp cái nào, nhìn chầm chằm cánh tay. Hồi lâu sau đó mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cánh tay sương tấy thần kỳ xẹp xuống, hắn vung tay động một chút. Mặc dù vẫn còn có chút đau đớn, nhưng đã mất trở ngại. Thạch Châu này nhất định là cái bảo bối. Vương Lâm kinh hỉ không thôi.